Đây rồi anh em ơi, lại là mình anh em ơi, tiếp tục chiến đấu với anh em ơi. Hello Lê Kiệt, hello chú lừa này, hello cướp bình hiện nhá, hello anh em. Làm nay là 40 lên 200 củ nghỉ anh ơi à, mà lên được gấp đôi là ngon rồi anh em ạ. Dạo này nó đang bị đen đấy, này đang bị đen quả gấp đôi vốn là ngon này anh em ạ. Rồi cuộc an là ok anh em nhá, kinh nhở này. Có quả đổi tên cướp bình hiện này, nghe quả tên manh động thế, cướp bình hiện này nghe quả tên hơi bị manh động anh em, hơi bị manh động đấy, không quả chết dở thật, chết dở thật anh em ạ, chết tử thật anh em ạ. Ồ mà lâu lâu rồi lại chưa được cái hũ làm anh em nhở, lâu lâu rồi chưa làm được cái hũ đấy nhở. Ở nhà hũ này đang hơi bé quá, hũ này đang hơi bé anh em ạ. Tự dưng lại mưa, tự dưng lại mưa, hũ tầm phải lên tầm 1B anh em ạ, tầm 1B trở lên thì bắt đầu là lổ thì có tí gì đấy lọ ngay anh em ạ. Lọ em mút được quả hũ 27 phơi, 27 đã được đâu nhiều ấy, gấp nó phải tầm gấp 4 lần 4 đấy, 4 5 lần 4 anh em đấy. 2B cơ mà anh em. Ôi giời. 2B này ví dụ mà 4 triệu là được tầm 20 triệu đấy. Trên 20 triệu anh em ạ. Hơn đấy nhỉ, hôm mình đổi hũ hơn 1B đã được đấy, hôm mình đánh có 4M được 20 mấy M đấy. Ui cái boom, sóc khẩy thì khó bắt ghê đấy. Khó bắt ghê đấy anh em ạ. Khó bắt ghê đấy anh em ạ. Cầu này chưa thể bắt được mạnh ấy. Anh ít hơn cả cái gì? Anh ít hơn cả em mà. Em đã rút hơn 2M rồi. Á sao? Thế chính tỏ anh em giới thiệu mạnh ấy nhờ. Đấy chính tỏ anh em giới thiệu cho bạn bè anh em chơi mạnh đấy. Thế mà anh em ấy không đăng ký bằng link của mình cả nhờ, mình kiếm tí anh em. Anh giúp em rút, em chia cho một lửa cái này thì mình chịu rồi. Cái vấn đề này phải tự anh em làm chứ mình làm sao làm được. Có phải link của mình đâu, ví dụ nhà phát hành hỏi cái chứng thực thì mình chịu rồi. Thì không phải link của mình làm sao mình xác thực được thông tin anh em ơi. Nhiều lúc em hết tiền cày cốt đánh rút toàn thông 10 ắc. Uầy, thông 10 ắc, thông 9 tay ạ. Uầy, ghê đấy. Đánh gì mà thông 10 ắc 9 tay ạ. Thế thì tiền để đâu cho hết được. Đấy, cầu 21 à. Cầu 21 về làng rồi anh em ơi. 5 6 7 8 này. Cầu 21 về đây rồi. Bạn đang stream live cho mình xin quả tim của la luôn nhé anh em nhé. Là sự chia đôi. Bạn đang xem team này cho mình xin của team kìa. Ôi giời ơi, sao anh em lại để ít team thế? Anh em cho mình quả ít team thế. Bạn đang chưa thả cho mình xin của team luôn nhá. Ồ, anh em xem trắng thả team với nhau rồi cả. Muốn đi, đây rồi, anh em xem thẳng thả tim với nhau gì cả. Từ rất lâu. Giá như một ngày. Anh nợ cậu yêu thương. 1, 2, 3, 4 á. Con chim hay là chỉ pipo cầu 21 quả là khả năng dễ phát ra 11 lắm đây này. Lộc số tài khoản đi dài không anh em nhá. Tí mình trả cốt cho anh em ơi. Một đi. Đây rồi, một đây rồi. Bạn em đánh. Bạn em tên doanh nó nạp 50k đánh lên 14 triệu uy tín anh ạ. Uầy. 50k lên 14 triệu. Ghê đấy nhờ. 1-1 rồi, 1-1 về làng đây này. Đây mới là 1-1 anh em này.
Đây mới làm 1-1 anh em ơi, ghê nhờ. Nạp 50k mà đánh như 14 triệu đẳng cấp đấy. Sao dùng link của anh được à? Sao dùng link của anh được là sao anh em? Lúc em chơi trên đường trường chơi hình như anh chưa còn chưa like. À thế thảo nào. Không thì anh em lại gọi là đăng ký link của mình. Mình lại có tí luôn như này. À bi đo hè. Em vừa ngồi có tí mất củ đen vãi nha. Ồ thế anh em mà không chiến đấu cùng mình anh em ơi. Mình bắt đầu lại gọi là thấy có tí có tí màu hoa đỏ đấy anh em chưa. Anh cũng kinh đấy, hình như em chơi trước cả anh mới VIP 5 mà. Thế chắc anh em đánh bé. Mình toàn nạp 20-30-40 thôi. Mỗi ngày băm tí. Thế mà nằm ông thua thông thì ối ôi đấy anh em ạ. Nhưng mà được cái là thi thoảng nó cứ không nào thua thông thì trả lại sẽ có những ngày thắng thông anh em ạ. Bù nhau rồi, chung quy là mẹ lên điểm VIP rồi. Chung quy là lên điểm VIP thôi anh em ạ. 5, 6, 7, 8 thôi. Mong trinh Big Sulliver Big City Boy. DM em vừa ok anh em nhá. Anh em thả team like cho mình một like một team anh em nhá. Lung linh là lên luôn, sởi rồi, hai cái chấm này uy tín rồi, lốt tay này ALL xỉu tiếp anh ạ. Có nghĩa anh em bảo là bẻ luôn á, nhưng mà mình đang ăn 1-1 để bẻ cho nó hơi ấy nhờ. Thôi cứ đánh đúng cầu đi anh em. Gãy thôi chứ mình đang ăn dây rồi, mình bẻ thì nó chẳng may nó toang cái thì né đau đầu anh em ạ. Cứ đúng cầu một phập thôi anh em ạ. Cứ đúng cầu một phập thôi. Khi nào nó gãy thì coi như là xem nào. Đấy anh em nhìn nhá, lúc mà cứ gãy thì mình ăn 1, 2, 3, 4, 5 tay thì gãy một tay nó bình thường. Chứ mình mà bẻ, chẳng may nó đen, nó cứ đi cầu cho một dọc dài thì là mình chết đấy anh em ạ. Khô người luôn đấy. Khô người đấy anh em. Ví dụ nó gãy luôn thì còn dễ, còn đánh xoay đánh cầu khác anh em ạ. Mình hay đánh kiểu là theo là cứ phải theo đến cuối con đường. Mà bẻ thì cũng bẻ đến cuối con đường luôn. Nhưng mà cứ đèo đều tay đấy anh em. Có ông nào biết hack game 2020 trên YouTube không phải chịu rồi. Giờ hỏi hack game anh em ơi, đừng bao giờ nghĩ cái chuyện hack được game tài xỉu của người ta anh em ạ. Kể cả những bọn nào mà bảo hack được game tài xỉu với này tun tớm toàn bọn bịp anh em ạ. Còn chưa kịp đoán đúng cầu nhà phái hình nó đã soi thấy ngay là gì có chuyện tun với này hack được anh em. Nên là bạn nào mà nghĩ ý định là đi hỏi ai có bản hack hay cái gì bỏ đi anh em. Không bao giờ có đâu anh em, toàn bịp thôi. Mà hack gì bán cho anh em có mấy trăm nghìn với 1-2 triệu à, xong rồi để có anh người ta kiếm cả lúi tiền à. Cứ thế là bịp thôi anh em ạ. Mấy cái bọn tun với hack là thì bịp anh em cảnh giác nhá. Anh làm tí spot bóng đá hướng dẫn anh em để đặt cược với em cũng không biết đặt kiểu gì nào thì kèo góc tài xỉu bóng đá. Ồ anh em phải chưa biết thì giải thích thì nó hơi khó nhỉ. Anh em phải đã từng chơi cơ thì giải thích cho anh em nó dễ. Nhưng mà anh em đã biết kiểu kèo độ đớm nhau chưa. Mình cũng là một người đam mê chiến đấu beat ở cái Samba Sport anh em ạ. Chiến đấu thể thao chuyên luôn anh em. Lộc không anh là có nhá. Bạn nào tương tác và chia sẻ thì mình tặng anh em code nhá. Anh em chia sẻ thì 15 hội nhóm game bài tài xỉu nhá. Xong anh em chụp lại hình nhá. Phút từ 45 thì anh em, phút từ 45 thì anh em gửi vào fanpage cho mình anh em nhá. Thôi gãy rồi. Còn bạn nào mà không chia sẻ được anh em ngồi tương tác bán tài xỉu chém gió thì mình tặng anh em. Ô bền tài đấy nhờ. Quả này đứng mấy cái tài nữa thì đẹp nhờ. Nhưng mà sợ nó đứng nhảy chịu luôn. Nên cầu này khó ghê đấy anh em ạ. Cầu này khó đấy. Cầu này khó đấy anh em. Đấy chưa. Quả anh 6 tay ghê một tay anh em ạ. Ba nhau là dễ dàng. Hôm nay ăn non tí đấy anh em ạ. Ăn non rồi dần dần lấy mùi chiến thắng anh em. Để lại 5 lốp để quay hũ nhờ. 5-4 5-0-0-1-2-3. Còn để lại quay hũ nhá. Đây bắt đầu quay hũ để xong ra gửi code cho anh em nhá.
Để chưa, đây là xem slot gì nhỉ? Slot gì?